Con chào sư. Sư cho con hỏi là khi những người bị phi nhân nhập thì có cách gì hay tụng kinh gì để trục xuất đối tượng phi nhân ra khỏi cơ thể? Cái việc đầu tiên ít tốn kém nhất, việc đầu tiên ít tốn kém nhất là đi khám bác sĩ và chụp MRI giùm sư. Sư nói rất nhiều lần. Có đôi khi cái vấn đề là nó do tinh thần của mình, nó do bệnh lý chứ không phải do phi nhân. Chừng nào mà quý vị đem cái kết quả đó rồi đi gặp chư tăng thì lúc đó hẳn nói chuyện. Sư gặp nhiều trường hợp lắm. Người ta cứ vô rồi gặp mấy sư mà phải nói gặp sư sư kia chụp MRI là họ đi về luôn, họ không bao giờ họ quay lại. Nhưng mà thực tế là có những trường hợp như thế ha. Đôi khi cái não mình bị tổn thương mà mình không biết. Rồi mình nghe những cái lời tầm bậy tầm bạ thì nó chỉ có tiền mất tật mang thôi. Nhưng quý vị thà tốn tiền. Rồi cái trường hợp thứ hai là trong trường hợp mà phi nhân nhập á, xin thưa là cái chuyện mà trục á, nó không đơn giản nghe, nó không đơn giản. Tại vì theo chú giải kinh A Sa Tăng Chi á, quý vị biết phải làm gì không? Thỉnh chư tăng về tụng liên tục trong 7 ngày kinh từ bi nè, Metta Sutta, Karaniya Sutta nè, rồi cái bài bài Ratana Sutta đó, rồi, hoặc là ba bài Itipiso đó, tụng liên tục trong 7 ngày, vị này xong rồi thì vị kia đi vào thay thế. Chư tăng liên tục duy trì liên tục tối thiểu là 4 vị tụng liên tục đó trong 7 ngày. Thì cái truyền thống này ở ở Thái Lan vẫn còn. Một số nơi ở Nam Tông Khmer vẫn còn. Liên tục trong 7 ngày. Thì sau khi mà 7 ngày á, mà chưa hết thì tụng tiếp cái bài kinh A Sa Tăng Chi, là cái bài đó là thỉnh các vị đại oai lực, như đại lực Dạ Xoa, rồi các vị chúa Atula, các vị tứ đại thiên vương, những vị hộ trì Phật pháp, nhờ thỉnh các vị ấy để xuống phân xử, để mời cái phi nhân mà nhập vào người này mời đi ra. Thì quý vị thấy là mình phải tổ chức một cái sự kiện rất lớn và rất tốn kém nha, để mình mời được chư tăng mà tụng thỉnh tụng liên tục á, như thế thì không nhỏ và khá là tốn kém đó. Chưa kể mình lo chuyện ăn uống rồi đi lại các thứ nữa. Cho nên cái việc đầu tiên á là đi chụp MRI giùm sư, nó rẻ hơn, hình như giá chụp MRI chỉ có 5 triệu thôi, còn cái kia nó tốn. Mà chứ đừng có tin và đừng có theo sư nói. Một đôi khi sư thấy một vài vị á, không biết nói ngu thì nó kỳ, thấy khờ dữ lắm ha. Cứ gặp ông sư nào đó, ông tụng tụng mấy bài này nọ kia, rồi cứ lấy nước rồi dội rồi tưới, coi như tắm miễn phí. Ở nhà tắm không chịu, nhà tắm miễn phí không chịu, lên trên đây tắm tốn tiền chơi vậy đó. Rồi chiêu này trò kia thì sư nhìn sư ngứa mắt lắm. Thì tùy quý vị thôi. Nếu mà làm đúng thì nó có hai phương pháp. Nhưng mà cái phương pháp đầu tiên thì rẻ hơn, đi chụp MRI giùm sư, gặp bác sĩ ha. Còn cái phương pháp thứ hai dựa theo chú giải kinh A Sa Tăng Chi thì phải nói là nó khá tốn kém đó, chứ không đơn giản đâu. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về trường hợp này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cái giải pháp Đại Đức Hành Tuệ đưa ra thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Có nghĩa là cái ban đầu á, ban đầu mình cần phải có cái sự can thiệp của y học, nó cho nó rõ ràng đó, cái đó quá rõ ràng, bắt buộc sư phải gọi là bắt buộc đó, cho nên là xong vấn đề đó ha. Còn vấn đề là ở đây sư nhấn mạnh nha, sư nhấn mạnh một điều là phải thật sự
phải thật sự là người này bị phi nhân, phải xác định thật sự là người này bị phi nhân đó. Thì bây giờ phải như thế nào, đúng không? Thì cái giải pháp mà về chánh kinh đó, thì Đức Hạnh Tuệ đã nói rồi, đã nói cho chư vị rồi. Ở đây thì sư chỉ nói thêm cái gọi là cái quy trình ha. Cái quy trình này là có nghĩa là không có một cái quy chuẩn nào, không có một cái quy chuẩn nào bắt buộc hay như điều đề như vậy. Nhưng mà chi sư chỉ đưa ra những cái chi tiết ở trong chánh kinh và trong những điều mà sư học và những cái điều mà sư được từng chứng kiến. Mà gọi là cái quy trình của sư, quy trình mà của sư đưa ra đi, làm nó rõ như vậy. Chứ không khéo quý vị là nói là cái quy trình này là có trong ông sư Trường là nói có trong chánh kinh hay trong chú giải thì không có. Thì như vậy thưa quý vị. Đầu tiên á là như trong tăng luật đi, tăng luật á thì trường hợp mà có bị cái vị tỳ kheo bị phi nhân đó, bị phi nhân nhập đó mà ăn thịt sống á, ăn thịt sống á, thì Đức Thế Tôn ngày ngày có chỉ cách là trường hợp vị đó, thì nghe thì nhấn mạnh trường hợp của vị đó đó, thì Đức Thế Tôn nói là trường hợp của vị đó thì hãy lấy cái bùn ở dưới lưỡi cày thưa vị, đó là cho cái vị đó, đó là uống, thì cái vị đó sẽ hết đó, trường hợp của vị đó, riêng vị đó, nó đúng là trường hợp riêng vị đó, đó là trong tạng luật. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp cũng trong tạng kinh, đó là trường hợp mà các vị tỳ kheo mà nhập hạ ở một cái khu rừng đó là rất là nhiều phi nhân thưa quý vị. Thì ban đầu các vị tỳ kheo này đến tu tập, các vị phi nhân đó, sống ở nơi đó đó thì mới nghĩ rằng à các vị sa môn chắc ở đây khoảng chừng 3 4 ngày 5 ngày thôi thì chắc sẽ đi, cho nên là các vị phi nhân đó là không có dám ở trên cây, vì hiểu không, không dám ở trên cây, cho nên với lịch sự là giống như là gọi là chuyển đồ đó, con cái đồ thê tử này nọ đồ đi xuống dưới. Nhưng mà rồi đó, đợi tới ngày thứ ba thứ tư thứ năm sang ngày thứ sáu thứ bảy mà thấy các vị này vẫn ở đây, thì cái sự bất tiện đó, chính vì cái sự bất tiện đó cho nên các hàng phi nhân đó họ mới hiện hình ra là hình đứt đầu rồi hình le lưỡi răng nanh các kiểu này nọ đó, mấy hình mà gọi là để hù dọa đó, rồi lại ra các mùi cộng thêm những cái mùi mà nó hôi thối này nọ nồng nặc đó. Thì khi các vị tỳ kheo quý vị là cái vị tỳ kheo á là hoảng sợ, cho nên là bỏ bỏ chút xíu đó về gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới chỉ cho bài kinh Metta Sutta, nghĩa là bài kinh tâm từ thưa quý vị. Thì bài kinh tâm từ nó đúng hơn là không phải là không, nó đúng hơn là gì, là nó đúng hơn là gì nào, là tinh thần, nghĩa là học thuộc bài kinh đó để áp dụng, để tu tập cái tinh thần đó, tinh thần tâm từ. Thì khi khi mà cái vị khi học thuộc bài kinh đó, quay về mới học thuộc bài kinh đó, tinh từ đó. Đó rồi mới tu tập tâm từ nha, chứ không phải về tụng tụng mà kiểu mà giống như một cái con vẹt á thì không đúng, cái nghe là có cái tâm từ trong nữa rồi cộng thêm cái sự tụng đọc nữa đó, thì cái hàng phi nhân đó họ không quậy. Tại sao sư lại đề cập chuyện này, là xin thưa là có thưa vị, giống như là khi mà đúng là cái người đó bị phi nhân nhập á, đầu tiên đó là mình phải hiểu là cái hạt phi nhân đó, nó cũng giống như thế giới của con người mình vậy đó. Khi mà một người đó, mình đi ngoài mình một người đi, bởi vì hiểu được một người mà đi vô nhà mình nó quậy thì nó có nhiều cái hạn, giống như có một đứa đi nó vô nhà mình nó quậy thì vị biết đó, là có những cái hạn mà giống như là mình nói mình đó, là mình ra mình hung dữ với nó, nói tại sao mà vô nhà nó vậy, thì nếu mà nó sẽ sợ mình, nó sẽ đi đúng không, hay là mình khuyên nó thôi, mình khuyên mình mỏng nó là thôi giờ đừng vô đây quậy nữa nên đi, thì nó nghe. Thì tương tự cái thế giới nó cũng vậy thưa quý vị, thế giới nó vậy, có những hạn mà phi nhân nó nhập, đây là sự chứng kiến nha, đây là một câu chuyện có thật, chứng kiến là có hồi mà lúc mà Đệ Đức Thấp Tính còn sống ở chùa Bủ Đức đó, thì có một cái cậu bé đó, nó cao nó bự lắm thưa quý vị, nó hình như lúc thời điểm nó 16 tuổi, cao có 1,7 m mấy, 1,8 m đó, trắng trẻo đẹp trai lắm đó. Thì nó bị một cái vong nhữ là nữ mà nhập vô vô thấy eo lả, thì lúc đó thì quý sư làm gì, thì lúc đó là Đức Phật Tính mới cho lời khuyên, lời khuyên làm nó bây giờ là
con là nam hay nữ, con cần cái gì, nghĩa là phải hỏi nó, nghĩa là mình ứng xử nó bằng tâm từ thứ việc. Tâm từ nó là con có muốn cái gì, con muốn ăn cái gì, muốn mặc cái gì, con muốn thích cái gì, cứ nói, đúng không? Rồi xong ở đây tu tập đi, con ở đây tu tập đi, sư xin chư thiên ở đây để chùa nè cho con, để con muốn ở gốc cây hay chỗ nào đó ở đây ở đó. Thì khi mà khuyên mềm mỏng như vậy, có những chúng sanh mà nó nhập vô mà mình khuyên mềm mỏng như vậy nó nghe không, nó nghe thì sau sự kiện mà khuyên nó nghe đó, một khoảng như xin nhớ là 1 tiếng sau đó thì cũng tình tụng kinh chúc phúc thôi à, chứ không phải tụng kinh, tụng mấy bài kinh kia, bài kinh mà đại loại gọi là dùng để răn đe đó, thì lúc khoảng tiếng sau thì nhóc nó lại bình thường. Và cũng cái sự kiện đó mà sư có chứng kiến một cái sư cụ, mà sư cụ đã chết rồi à, đó là cũng trường hợp mà bị phi nhân lại đó, sư cụ đó cũng khuyên khuyên nó ơi thôi bây giờ đừng có theo nữa, hiểu không, ở đây đi đó, đây đi, ở muốn đây ổng muốn ở gốc cây chỗ này kia này. Thì cái những hai phi nhân nó hiền, sư nhấn mạnh nghe nó hiền nha, thì nó nghe với mình dùng tâm từ, thưa vị dùng tâm từ mình khuyên nó đó, mình khuyên nó thì nó nghe, thì nó rất là tốt. Đó là cái quy trình, từ quy trình nha, quy trình là ban đầu mình phải dùng tâm từ mình đối đãi nó cái đã, mình rải tâm từ lên nó, mình khuyên nó nọ, rồi đó là cái hạng hiền. Còn những cái hạng mà giống như Đức Thanh Tuệ có nói đó, là những cái hạng mà giống như là mình khuyên nó rồi, mình khuyên nó rồi, mình thậm chí mình khuyên nhiều lần, mình đợi lại mình dùng tâm từ đó rất nhiều lần mà nó vẫn không nghe, vẫn ngoan cố, rồi gọi sư gọi là dạng giang hồ đó, giang hồ cộng cán đó, mặc dù kêu công an nó không sợ đó đó. Mà, xin lỗi vị, là mặc dù mình hù nó các kiểu nó không ấy, mình thì phải kêu công an đó. Thì những cái trường hợp đó là giống như Đức Thanh Tại nói đó, là phải theo làm theo một quy trình đó, là mình phải thỉnh chư tăng đến à, mình phải thỉnh chư tăng đến, là mình phải tụng lần lần lượt, giống như là trong từng các bài kinh, bài kinh mà từ cấp độ rồi từ không, giống như là bài kinh Metta Sutta rồi bài kinh Ratana đó, mà thật sự là phải hiểu là ở đây không phải tụng để trấn áp, mà tụng với cái tâm từ thứ bị thì mới có quay lực, đúng không? Rồi xong đó, mà nó vẫn ngoan cố nữa thì mới tụng đem bài kinh mà A Sát Đăng Chi ra đó, để giống như là kêu xếp của nó đó, tại vì bài kinh đó là của Tứ Đại Thiên Vương, thưa vị, Bố Tuệ Vương là quản lý mấy cái hạng phi nhân, cái hạng Dạ Xoa rồi cả các bà cua bàn trà nè đó, thì như vậy đó, nghĩa là giải pháp cuối cùng, giải pháp cuối cùng đó, thì mới tiến hành tụng bài kinh mà có quyền lực nhất đó, bài kinh đó. Còn mà nếu đúng thưa vị, nếu đúng mà cái trường hợp bị phi nhân nhập, không phải lúc nào, không phải lúc nào mình cũng phải, mình cứ có nghĩa là bị nhân nhập thiệt, mà không phải lúc nào mình cũng chấn áp, cái đó là sai tinh thần là Phật dạy thưa vị. Tại vì tôi thấy có nhiều người nha bị phi nhân nhập, thì nó nhấn mạnh là bị phi nhân nhập thiệt đó, rồi đi tìm những thầy pháp thầy bùa gì đó, rồi đến đến đó thầy pháp thầy bùa quý vị biết mà, họ đâu có sự hiểu biết về lời Phật dạy đâu, họ vô họ đà họ đòi đánh đòi đập cái hạng phi nhân này nè, đúng không, rồi đòi giam đòi nhốt rồi đó. Thì quý vị hãy nghĩ đi, nếu mà quý vị làm như vậy á, là quý vị gây quan trái mà công thầy bùa nó gây quan trái luôn. Thí dụ trong kiếp đó nó có thể bị nhốt lại, nó có thể bị đánh tan xác hay các kiểu này nọ đó, đúng không? Nhưng mà xin thưa quý vị là trong một kiếp tương lai á, là nó sẽ quan quan tương báo nhau, nó sẽ thay qua hay lại. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này á, là sư muốn nhấn mạnh lại nữa là nếu mà trường hợp bị phi nhân nhập thật á, thì áp dụng theo đúng là Phật dạy đó, là đầu tiên là theo tinh thần căn luật mà sư đã nói rồi. Cái thứ hai là mình phải dùng tâm từ khuyên bảo các kiểu mềm mỏng hết sức, hiểu không, hết sức đi. Còn nếu nó nghe thì nó không có theo, nó không có phá nữa thì tốt, còn không thì áp dụng như trường hợp Đức Hành Tuệ có nói đó, là mình cần đến oai lực của chư tăng, oai lực của tam bảo không, để chư đại đức tăng và tăng đoàn đó, đủ cái tâm từ và tụng những bài kinh đó, mời thỉnh những cái vị thiên vương giống như là sếp của những cái hàng phi nhân Dạ Xoa đó, để xuống dưới để làm việc những cái chúng sanh mà nó quậy, nó ngoan cố như vậy đó. Đó là cái vấn đề mà gọi là phi nhân nhập. Giờ xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.